ban chỉ đạo, ban tổ chức, ban giám khảo, quý phụ huynh, quý thầy cô và cùng tất cả các bạn sinh viên đang có mặt tại đây. Em xin được trả lời câu hỏi dành riêng cho mình. Đối với em, không có khái niệm về bước đường cùng, bởi vì bước đường cùng chỉ là một cái cảm xúc tiêu cực bên trong của mọi chúng ta khi mà chúng ta không muốn cố gắng để vượt qua một cái vấn đề nào đó. Và cái vấn đề cụ thể ở đó chính là cái ranh giới. Theo em cho rằng, bước đường cùng chính là những cái cảm xúc yếu đuối bên trong của chúng ta khi mà chúng ta không dám đối diện với những cái ranh giới mà bản thân mình tự đặt ra. Và em cho rằng ranh giới cũng chỉ là một cái sợi dây và mình có thể can đảm để bước qua cái sợi dây đó. Bởi vì thực tế đã chứng minh rằng là người Việt Nam của chúng ta đã vượt qua rất là nhiều cái ranh giới mà mình không thể nào mình nghĩ tới được. Và em cho rằng con người có một cái sức mạnh rất là mạnh mẽ, có thể vượt qua được mọi cái vấn đề. Và quy chiếu về bản thân em thì ngay từ đầu cuộc thi em đã thẳng thắn thừa nhận về cái khuyết điểm của bản thân mình. Nhưng ngày hôm nay khi em đứng ở đây để cất lên tiếng nói này thì em cho rằng đó là một sự minh chứng cho cái sự nỗ lực của em và cũng như là sự can đảm mà em có thể bước qua cái ranh giới của mình. Và một lần nữa em xin cảm ơn đến tất cả các mọi người đã yêu thương và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Em cũng xin cảm ơn ban chỉ đạo, ban tổ chức, ban giám khảo, quý thầy cô, quý phụ huynh mà cùng toàn thể các bạn sinh viên đang có mặt tại đây. Một lần nữa em hân hạnh biết ơn và chân thành cảm ơn ạ. Để chúc mừng cho Hoa Khôi sinh viên Việt Nam 2023, khu vực miền Nam đã thuộc về thí sinh mang số báo danh 3 0 1. Chúng ta sẽ cùng bước lên để cùng chia sẻ niềm vui này với thí sinh Yến Thi và tất cả các bạn thí sinh đạt được ngôi vị cao quý của cuộc thi năm nay.